Người biểu tình ngày 2 tháng 10 tấn công một đồn cảnh sát ở Hồng Kông bằng bom xăng, giận dữ đáp trả vụ cảnh sát nổ súng vào một thiếu niên một ngày trước đó. Cảnh sát phản pháo bằng hơi cay. Bên ngoài trụ sở cảnh sát khu vực phía Nam Tân lãnh thổ là cảnh tượng khói lửa hỗn độn, thêm một đêm biểu tình đầy đụng độ và bạo động. Trong cuộc biểu tình hôm 1 tháng 10, nhân 70 năm ngày quốc khánh Trung Quốc, hơn 100 người bị thương. Trong số đó, một học sinh 18 tuổi bị cảnh sát bắn đạn thật vào ngực. Phía cảnh sát nói, viên cảnh sát nhả đạn để tự vệ trong tình thế bị đe dọa nghiêm trọng. Đến ngày 2 tháng 10, thiếu niên trúng thương còn nằm viện, nhưng tình trạng sức khỏe được nói là ổn định.